Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì phiên họp. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đánh giá trong tháng 10, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát và đạt các tiêu chí tương đương cấp độ 1 theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện điều động, bổ nhiệm lại, chỉ định và giới thiệu ứng cử đối với 13 cán bộ diện Thành ủy quản lý, thống nhất chủ trương thành lập Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trực thuộc Thành ủy. Về kinh tế xã hội, trong tháng, chỉ số phát triển công nghiệp ước giảm 22% so với cùng kỳ, lũy kế 10 tháng ước bằng 89,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.150 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 107.361 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao 8.156 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch. Thành phố tổ chức cho học sinh học tập tại nhà bằng hình thức phù hợp, triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quang Mạnh khẳng định, thời gian tới, việc kiểm soát để hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bởi vì hiện nay nguy cơ bùng phát dịch là rất cao. Ủy ban nhân dân thành phố cần ban hành gấp cái hướng dẫn cụ thể về các cái điều kiện đối với các cái loại hình kinh doanh và theo cái quy định của nghị quyết 128 đã giao đấy, thì chúng ta có thể quy định theo cái thẩm quyền của ủy ban nên chặt chẽ hơn đối với một số các cái loại hình như là quán ăn, đặc biệt là các cái quán ăn mà có bia rượu, rồi thì chợ truyền thống, rồi siêu thị, rồi đặc biệt đối với lại bệnh viện thì tôi đề nghị ra một cái quy trình thật sự là ngặt nghèo, nghiêm túc và phải thật là nhanh để chúng ta phản ứng với các cái ổ nhiễm lây xuất phát từ các cái bệnh viện lây lan sang bên ngoài. Trong cái văn bản của ủy ban thì tôi cũng nên triển khai, trong đấy có mấy cái việc như là tổ chức xét nghiệm sàng lọc 5%, rồi thì phong tỏa thật là nhanh nhưng mà hẹp, rồi tổ chức xét nghiệm cũng như là giám sát cách ly tại nhà, rồi thì kiểm soát những cái người đi từ vùng dịch về, đặc biệt là những người lao động từ đồng bằng từ miền Đông. Tôi cũng đề nghị các đồng chí tham khảo thêm cái phương án mà khuyến khích người dân tự mua các cái test nhanh để xét nghiệm và có cái hướng dẫn theo cái ngành y tế. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các cấp, các ngành chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân để đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Về chương trình công tác tháng 11, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị. Tôi cũng đề nghị bổ sung cái việc là tập trung các cái biện pháp để khôi phục kinh doanh. Và trong đó các cái vấn đề liên quan đến đầu tư công hay là hỗ trợ cho các cái sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp khó khăn. Vì cái việc này mặc dù là chúng ta đã nói nhiều cuộc họp trước, tuy nhiên cái tiến độ triển khai đến giờ thì cũng có cái vấn đề chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn. Cho nên là tôi đề nghị là trong cái công tác hướng tháng 11 này cũng phải quan tâm. Bổ sung tiếp theo là nội dung của một số các cái đề án lớn mà chúng ta sẽ trình, đặc biệt như là cái nghị quyết Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, rồi thì các cái nghị quyết, các cái chương trình của Thành ủy, rồi thì cái chương trình để đón đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị các ngành, các địa phương chủ động các giải pháp, biện pháp thúc đẩy kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tập trung rà soát các chỉ tiêu và đề ra nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy. Tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế thành phố trong bối cảnh tình hình mới.